ngay nơi độc giác thừa, đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc. Lìa độc giác thừa, đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, đối với tất cả pháp như vậy, đem tất cả mọi thứ, mọi nơi, mọi lúc mong cầu các đại bồ tát mà con hoàn toàn không thể thấy, hoàn toàn không thể được, thì làm sao bảo con đem bát nhã ba la mật đa dạy bảo truyền trao cho các đại bồ tát? Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh, như nói ngã vân vân, rốt ráo không sanh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Các pháp cũng vậy, rốt ráo không sanh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Bạch Thế Tôn, thế nào là sắc rốt ráo không sanh? Thế nào là thọ tưởng hành thức rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên là sắc, cũng không có tên là thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, thế nào là nhãn xứ rốt ráo không sanh? Thế nào là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên nhãn xứ, cũng không có tên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Bạch Thế Tôn, thế nào là sắc xứ rốt ráo không sanh? Thế nào là thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên sắc xứ, cũng không có tên thanh hương vị xúc pháp xứ. Bạch Thế Tôn, thế nào là nhãn giới rốt ráo không sanh? Thế nào là nhĩ tỷ thiệt thân ý giới rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên nhãn giới, cũng không có tên nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Bạch Thế Tôn, thế nào là sắc giới rốt ráo không sanh? Thế nào là thanh hương vị xúc pháp giới rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên sắc giới, cũng không có tên thanh hương vị xúc pháp giới. Bạch Thế Tôn, thế nào là nhãn thức giới rốt ráo không sanh? Thế nào là nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên nhãn thức giới, cũng không có tên nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Bạch Thế Tôn, thế nào là nhãn xúc rốt ráo không sanh? Thế nào là nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên nhãn xúc, cũng không có tên nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Bạch Thế Tôn, thế nào là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không sanh? Thế nào là các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng không có tên các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, thế nào là bố thí ba la mật đa rốt ráo không sanh? Những tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa rốt ráo không sanh. Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên bố thí ba la mật đa, cũng không có tên tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là bốn niệm trụ rốt ráo không sanh? Thế nào là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên bốn niệm trụ, cũng không có tên bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp môn giải thoát không rốt ráo không sanh? Thế nào là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên pháp môn giải thoát không, cũng không có tên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn, thế nào là mười lực Phật rốt ráo không sanh? Thế nào là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên mười lực của Phật, cũng không có tên bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp không nội rốt ráo không sanh? Thế nào là pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên pháp không nội, cũng không có tên pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp giới rốt ráo không sanh? Thế nào là chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn, vân vân rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên pháp giới, cũng không có tên chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghị, cảnh giới an ẩn, vân vân.
Bạch Thế Tôn, thế nào là thanh văn thừa rốt ráo không sanh? Thế nào là độc giác thừa đại thừa rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt ráo không sanh thì không có tên thanh văn thừa, cũng không có tên độc giác thừa đại thừa. Bạch Thế Tôn, con đâu có thể đem Bát Nhã Ba La Mật Đa rốt ráo không sanh dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát rốt ráo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu xa lìa rốt ráo không sanh thì không có đại Bồ Tát nào có thể hành hạnh vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào nghe nói như vậy, tâm không chìm đắm, cũng không lo lắng hối hận, tâm họ không kinh hãi sợ sệt, nên biết đại Bồ Tát này có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thế quyển thứ 420.